chỗ này đường ta đi, cái chỗ này đường đi, đường đi thành quá trời luôn. Quay á. Tính tổng cộng hết đi con. Dạ, đưa hai phiếu mà. Dạ đúng rồi, ý là cô phải tắt đi ra. Tại một khuyến mãi chỉ áp dụng cho một đơn hàng. Còn cái kia? Ý là cô có hai phiếu, thì một phiếu của cô áp dụng cho một hóa đơn. Còn cái kia? Cô muốn tổng tiền để hết hai phiếu là bao nhiêu đúng không ạ? Cũng được, từng phiếu riêng cũng được, tùy các cô hả? Dạ, cô tính riêng giúp con nha, tại một khuyến mãi áp dụng cho một đơn hàng. Được. Hai đơn đầu tiên của con là kia hết 15. Một.